Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là Trung Thu. Sau vài ngày chờ đợi thì lô hàng từ Hà Nội đã được gửi vô. Xin giới thiệu các bạn các bé rùa đang có tại UBS Shop nhé. Ngôi sao được mong chờ đây. Có hai bé. Đố các bạn đây là rùa gì nè? Rùa Ali nhé. Alligator Snap. Size Baby. Xa này thì cỡ khoảng lát mình sẽ thấy nước đo cho. Bao khỏe đẹp nhé. Ăn thì ngày mai mình sẽ đút cho các bé ăn sau. Hôm nay các bé mới về nên chỉ ngâm nước cho nghỉ thôi. Đó, mới về mình đã lanh vậy đó. Chờ dưới đèn sưởi coi lên màu gì. Bao đẹp lấp lánh nha các bạn. Xe này nuôi thì khỏe rồi, không phải lo nữa. Đó là hai bé Alligator Snap. Vài bé rùa mắt bản đồ size nhỏ hơn. Shop có hai size nhé. Size cỡ 7-8 nè. So sánh nhé, size to và size nhỏ, giá thì cách nhau không bao nhiêu đâu. Đợt này mấy bé size nhỏ thì có mai tròn sáng đẹp luôn nha. Coi trong đèn nè, đó, vù cao không thua gì Black Map đâu nhé. Chuẩn chưa? Hoa văn đẹp luôn nhé. Tiếp theo là đến mấy bé vẽ tay nha. Ai đổ sơn lên mấy bé đây? Bé nào bụng cũng cam hết. Tên tên. Tên tên. Vẽ tay nhé các bạn. Xe này nuôi bao khỏe. Mai sáng đẹp nghe. Đây là cô. Tròn sáng đẹp. Đây là mấy bé của bản đồ size to hơn. Đẹp nhé. Tiếp theo là đến đàn em của Alligator Snap, chính là Common Snap. Size này cũng size baby mà size to hơn size 23 nha. Cỡ này thì nuôi bao khỏe. Ít bị nấm lặt vặt linh tinh. Cổ dài. Gì có lát hồi sẽ đi gửi xe cho một bạn đã đặt trước rồi nhé. Mua trước thì luôn được giá ưu đãi, giá đặc biệt đẹp, cái nào cũng u nu nghe. Nhìn kỹ nhé. Còn vài bé rùa cổ sọc nè. Mai sáng đẹp. Màu bao đẹp luôn nha bà con. Rùa cổ sọc size này cũng size to rồi, không phải baby nhỏ nữa. Nuôi bảo đảm là không có dễ bị chết lạ lạ nhách. Đây là mấy bé rùa mai xanh nè. Tai đỏ. Còn bé vẽ tay nè. Bé này màu hơi tối nên sẽ được giảm giá nha. Cứ liên hệ shop. Hao hao giống rùa mai xanh tai đỏ thì đây, rùa bụng vàng là đây. Nhìn kỹ sẽ khác nhưng đừng có nhìn lộn với các bạn.
Đây, bụng vàng sẽ có bé có chấm nhiều chấm ít, nhưng vàng là vàng, khác với gù tai đỏ nghe. Còn một bé nữa, còn vài bé là bên ủa tai đỏ mai vàng. Sai này nuôi đã luôn, bỏ hồng năm bộ thì bao đẹp. Chúng ta cùng coi nhé. Ồ, vàng. Không phải chỉ vàng trong đèn vàng đâu nhé. Dưới bóng đèn trắng cũng sẽ thấy các bé là tai đỏ mai vàng. Mai cực kỳ đẹp. À, nhanh nhanh liên hệ với mấy bé mới về nghe. Hết tô này sẽ lập tô tiếp theo. Còn một bé hàng đỉnh đây, gồ quả trứng, tròn giống quả trứng mấy bạn, nó là gồ má đỏ đó. Khi lớn lên kia nó sẽ đặc trưng hơn, các bạn có thể search trên Google để thấy kỹ hơn. Bé này để nuôi chơi mà trả được giá cũng sẽ bán luôn nhé. Ok, tổng thể các bé gồ nước đang có tại Pet Shop. Các bạn cần mua gì cứ liên hệ nghe. Đây có hai bé Alligator Snap, một bầy đàn em Common Snap, vẽ tay tay đỏ, mắt to mắt nhỏ, bụng vàng, cổ sọc, tay đỏ mai vàng, size to có đủ luôn nghe. Có gì cứ đặt hàng với shop, nhận ship toàn quốc. Bye bye các bạn.